Chương 46, cuối cùng một vấn đề. Phượng Thương đưa trở về, là, Phượng gia những người đó, các ngươi đều giết sao? Thuộc hạ cần tuân chủ tử chi mệnh, chỉ là cho bọn họ một ít giáo huấn, cũng không muốn bọn họ mệnh. Thực hảo. Những người đó chung quy là nàng gia tộc người, sát hoặc là không giết toàn xem nàng ý nguyện. Nàng nếu là như vậy buông tha bọn họ kia hắn cũng sẽ không nhúng tay, nếu là nàng muốn báo tu. Như vậy hắn sẽ là nàng cường thế nhất hậu thuẫn. Quý gia cái kia đâu? Quý Minh Thành thân thể nửa tàn, thuộc hạ chỉ là ở trong thân thể hắn để lại một chút dấu hiệu, một khi có dị động, lập tức liền sẽ bảo thể bỏ mình. Chỉ là cái kia Mạc Lang. Tự hồ là hai nơ học viện người, thuộc hạ liền chỉ phế đi hắn một cái cánh tay, một chân. Lưu hắn một cái mệnh, vừa lúc có thể còn hai nơ học viện lão gia hỏa kia nhân tình. Đến nỗi cái kia Quý Minh Thành thanh âm bỗng nhiên có chút hơi lạnh, không có tiếp theo. Là... Còn có, bổn quân cuối cùng nói một lần Phượng Trường Duyệt là bổn quân muốn mang về nữ nhân. Về sau, nàng sẽ là các ngươi chủ tử. Điểm này, nếu là tái phạm, đừng trách bổn quân không niệm tình cảm. Cường đại uy áp cùng sắc bén sát ý che trời lấp đất, hai người biểu tình biến ảo, cung kính trả lời, thuộc hạ ghi nhớ. Trần chờ trong chốc lát, Trạch Nhĩ vẫn là thật cẩn thận mở miệng hỏi, chủ tử, ngài thương không ngại. Từ giờ trở đi, không cần nhắc lại, thuộc hạ tuân mệnh. Phượng Trường Duyệt trở lại ma thú rừng rậm thời điểm, phát hiện không khí có chút không thích hợp. Xích Một cùng Trạch Nhĩ chính quỳ gối Hiên Viên Đêm trước mặt, Hiên Viên Đêm khuôn mặt có chút thấy không rõ tích ở cảm nhận được Phượng Trường Duyệt trên người quen thuộc thanh hương lúc sau. Hiên Viên Đêm ngẩng đầu hướng nàng xem ra. Hắn ánh mắt tự hồ có trong nháy mắt thâm thúy khó lường, nhưng là dây lắt lại thành thuần hắc nhan sắc. Phượng Trường Duyệt dừng một chút, vẫn là tiếp tục hướng hắn đi đến, hảo chút sao. Hiên Viên Đêm nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt mở miệng, khá hơn nhiều. Chúng ta đây đi thôi. Nàng xoay người liền đi, đi nơi nào. Nàng xoay người, lại không có phía trước do dự, thanh thiển cười cười. Tứ đại học viện, chúng ta vừa lúc ở ma thú rừng rậm bên trong, chỉ cần vẫn luôn hướng bắc đi ngang qua nơi này, là có thể đến tứ đại học viện nơi áo tư đế quốc. Đại lục phía trên, cùng sở hữu tam đại đế quốc còn có vô số tiểu nhân công quốc phụ thuộc. Nhưng là tam đại đế quốc cũng không phải ba chân thế chân vạc, trong đó, áo tư đế quốc là nhất cường đại đế quốc. Không chỉ có bởi vì nó có được nhất mở mang lãnh địa, nhất phong phú tài nguyên tài phú, càng bởi vì nó có được số lượng nhiều nhất cường giả. Đại lục phía trên trước 10 cường giả, áo tư đế quốc chiếm cứ một nửa. Cũng bởi vì như thế, tứ đại học viện đều ở áo tư đế quốc. Lại nói tiếp, tứ đại học viện cũng không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia hoặc là tổ chức, bọn họ bồi dưỡng ra vô số cường giả. Này đó đều trở thành bọn họ nhất hữu lực hậu thuẫn, bất luận kẻ nào muốn trêu chọc tứ đại học viện. Liền cho rằng ở khiêu chiến sở hữu từ tứ đại học viện trung sinh ra cường giả cho dù là cường đại nữa người cũng không dám lấy bản thân chi lực độc chiến nhiều người như vậy. Cho nên, tứ đại học viện ở nào đó mặt thượng là toàn bộ đại lục nhất an toàn địa phương. Phượng Trường Duyệt hiện tại nhất khuyết thiếu chính là thực lực. Nàng yêu cầu đem chính mình trở nên cường đại lên. Này liên tiếp sự tình, đều đang không ngừng kích phát nàng ý chí chiến đấu, nàng không nghĩ muốn lại bị người khống chế, bị người miệt thị, bị người coi như có thể quát mắng con kiến. Nàng kiếp trước nếu có thể mở một đường máu trở thành lính đánh thuê chi vương, như vậy, lúc này đây, nàng như cũ có thể trở thành tuyệt đối cường giả. Hiên Viên Đêm nhìn trên mặt nàng rực rỡ lấp lánh tràn ngập ý chí chiến đấu bộ dáng, ấn đường nhảy dựng, trong lòng lại có cái gì dần dần tràn đầy. Hắn thích còn không phải là như vậy nàng sao? Hảo, Xích Một cùng Trạch Nhĩ bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn nhà mình chủ tử. Chủ tử muốn đi theo nữ nhân này đi tứ đại học viện. Bọn họ theo bản năng liền phải mở miệng phản đối, nhưng là ý niệm mới vừa khởi, liền cảm thấy một cỗ uy áp đột nhiên đánh úp lại. Hai người lúc này mới ý thức được chủ tử là nghiêm túc. Hiên Viên Đêm sắc mặt dưới ánh nắng chiếu xuống có chút trong suốt, môi sắc cũng có chút tái nhợt, Phượng Trường Duyệt lại tựa hồ không phát hiện, chỉ là cười cười, xoay người. Đi thôi. Hiên Viên Đêm không tiếng động đuổi kịp. Qua một hồi lâu, Xích Một cùng Trạch Nhĩ mới cảm giác được thân thể có thể động, trầm mặc đuổi kịp. Lặng im. Hiên Viên Đêm đi tới, rốt cuộc mở miệng. Hiên Viên Đêm, Phượng Trường Duyệt kinh ngạc xoay người, cái gì? Hiên Viên Đêm ngẩng đầu, tên của ta. Phượng Trường Duyệt chớp chớp mắt, không nói gì. Hiên Viên Đêm xem nàng nghe thấy chính mình tên thời điểm. Không có gì kinh ngạc, chỉ cho là nàng nhất quán quạnh quẽ đạm mạc, đối này cũng không để ý, trong lòng đối nàng tán thưởng càng là nhiều vài phần. Xích Một cùng Trạch Nhĩ cũng là kinh ngạc trợn to mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nghe được chủ tử tên lúc sau không hề phản ứng người.
Rối rắm trong chốc lát, bọn họ chỉ có thể quy kết với, này không hổ là chủ tử lựa chọn nữ nhân. Ta tới nơi này. Chỉ do ngẫu nhiên, gia tộc của ta cũng hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ tượng như vậy. Bất quá kia không quan trọng, quan trọng là ta cũng không có cố ý lừa gạt ngươi. Có sự tình, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng là ta hứa hẹn, từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Phượng Trường Duyệt nhìn nơi xa biểu tình đột biến xích một cùng Trạch Nhĩ, trong lòng mơ hồ minh bài cái gì. Tốt, ta đã biết. Nàng sẽ không lại truy vấn hắn bối cảnh kia, có lẽ đối với hiện tại nàng tới giảng là một cái vô pháp chạm đến cấp bậc. Mà A Dạ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, nàng cũng có thể đủ đại khái đoán được. Này đó, nàng toàn bộ đều sẽ không lại đi miệt mài theo đuổi. Xích một cùng Trạch Nhĩ thái độ, làm nàng minh bạch A Dạ có thể đem chính mình tánh mạng báo cho, đã là tuyệt đại tín nhiệm. Đương nhiên, nàng hiện tại còn sẽ không minh bạch này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Hiên Viên, là áo tư đế quốc hoàng thất chi họ. Phượng Trường Duyệt lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi thở hắt ra, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta chỉ có cuối cùng một vấn đề. Cái gì, người rốt cuộc bao lớn rồi? Chương 47, dần dần thức tỉnh. Người rốt cuộc vài tuổi? Hiên Viên đêm trong lòng nhảy dựng, dương mắt xem Phượng Trường Duyệt, nàng phát hiện cái gì? Phượng Trường Duyệt cũng đang xem hắn, như vậy tâm trí, như vậy bình tĩnh, thấy thế nào cũng không giống như là mặt ngoài tuổi tác. 4 tuổi, tuyệt đối không phải. Hiên Viên đêm lặng im một lát, ta. Chủ nhân, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm ở trong đầu vang lên, Phượng Trường Duyệt sửng sốt, trước mặt liền xuất hiện một đạo bóng trắng. Bất chính là Tiểu Bạch. Gia hỏa này, khế ước thời điểm các loại khóc huyễn, kết quả lúc sau không phải ngủ chính là chạy trốn, làm cho Phượng Trường Duyệt đều mau đem nó quên mất. Chủ nhân, ta là Tiểu Bạch ta. Tiểu Bạch kích động múa may móng vuốt, nhiệt liệt vui sướng thanh âm ở Phượng Trường Duyệt trong đầu rành mạch vang lên. Phượng Trường Duyệt thử tính mở miệng, Tiểu Bạch, là ta a, chủ nhân. Tiểu Bạch hưng phấn cái đuôi ném tới ném đi, trải qua lâu như vậy tu dưỡng, rốt cuộc có thể cùng chủ tử tiến hành thần thức giao lưu. Nhớ tới chính mình trước kia phong cảnh, nghĩ lại chính mình cư nhiên tiêu phí lâu như vậy mới có thể cùng chủ nhân nói thượng lời nói, Tiểu Bạch cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Hiên Viên đêm bất động thanh sắc nhìn, trong mắt lại lần nữa sẽ qua suy nghĩ sâu xa. Khế ước ma thú có thể cùng chủ nhân tiến hành nhất định ý thức giao lưu, nhưng là xem bộ dáng này, tựa hồ này ma thú là ở cùng nàng nói chuyện. Nếu là lục cấp trở lên ma thú, đích xác có thể làm được như thế, nhưng là nhìn tựa hồ là ấu sinh, như vậy hẳn là ở bắt cấp ma thú phía trên. Thậm chí, nhìn này ma thú cực kỳ thông tuệ, bảo không chuẩn chủ nhân. Ngài có thể dùng thần thức cùng ta đối thoại. Không cần mở miệng, ta cũng có thể cùng ngươi nói chuyện lạp. Tiểu Bạch nhảy lên Phượng Trường Duyệt bả vai, khuôn mặt nhỏ ở Phượng Trường Duyệt trên mặt cọ 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 sát kia phiến xấu xí quỷ dị đỏ sậm bớt, lại là hết sức yêu thích bộ dáng. Nguyên bản bởi vì nó hành vi ánh mắt có chút hơi lạnh, Hiên Viên đêm nhìn đến Phượng Trường Duyệt trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt không nói gì. Phượng Trường Duyệt thử ở thần thức chung, cùng Tiểu Bạch tiến hành giao lưu. Tiểu Bạch, chủ nhân, ta nghe được, Tiểu Bạch kích động cả người loạn run. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút vô ngữ, nàng khế ước cường đại thần bí ma thú thật là trước mắt này chỉ ngu si sao. Chủ nhân, ngươi về sau đều có thể ở chỗ này cùng ta nói thẳng lời nói lạc. Phượng Trường Duyệt nghĩ đến một vấn đề, hỏi, ngươi phía trước đều là ở tay của ta vòng chung. Không phải a, Tiểu Bạch tuét miệng. Cười vui vẻ, là chủ tử ma thú không gian a. Mỗi cái có được khế ước ma thú người đều có được ma thú không gian, tồn tại với người thần thức trong vòng. Lớn nhỏ là cùng người này tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Ta chiếm đại đại tiện nghi, bởi vì chủ nhân không gian phi thường đại. Nga. Phượng Trường Duyệt có chút tò mò, bởi vì Phượng gia cũng không có phương diện này thư tịch cho nên nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này. Phía trước Tiểu Bạch vẫn luôn ngủ say. Nàng cũng không có chú ý, chỉ là tưởng ở chính mình vòng tay, lại nguyên lai liền ở nàng trong cơ thể. Này thật là một cái thần kỳ đại lục. Nghĩ Tiểu Bạch nói phi thường đại, Phượng Trường Duyệt cũng không có thập phần để ý, nàng không biết cái này phi thường đại, đối với Tiểu Bạch như vậy cấp bậc ma thú tới giảng ý nghĩa cái gì. Tiểu Bạch ngồi xổm Phượng Trường Duyệt trên vai, đầy mặt đắc ý, chính mình thật là thật tinh mắt, một chọn liền lựa chọn như vậy chủ tử. Phượng Trường Duyệt đang muốn hỏi lại vài câu, bỗng nhiên nghe thấy một trận hoảng loạn tiếng bước chân còn có tiếng gào. Cứu mạng a, cứu mạng. Phượng Trường Duyệt đột nhiên nhìn lại. Vừa lúc thấy một đám người chính đầy mặt kinh hoàng hướng bên này chạy tới, thấy bọn họ lúc sau, đầu tiên là vui vẻ tựa hồ là thấy hy vọng.
tiện đà thấy rõ các nàng là một cái yếu đuối mong manh thiếu nữ cùng một cái tiểu hài, từ lúc sau, trên mặt thực mau biến thành tuyệt vọng. Ở bọn họ phía sau, tựa hồ có thứ gì ở đuổi theo hắn nhóm. Phượng Trường Duyệt đang nghĩ ngợi tới nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tính toán mang theo A Dạ rời đi, lại bỗng nhiên thoáng nhìn cuối cùng người kia ảnh cường tráng cao lớn. Một phen đại đao bài quang lập lòe, cho dù là ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được cực nóng. Nàng ánh mắt một ngưng, người kia, nàng nhận được. Đúng là tại gia tộc Thị Tí Trung, vì nàng chống lưng liệt hỏa song binh đoàn đoàn trưởng, Liệt Phong Lôi. Lúc này có thể rất rõ ràng nhìn đến, Liệt Phong Lôi trên người vết máu loang lổ, hơn nữa tựa hồ có một cánh tay bị chảo bị thương, vô lực rủ xuống, còn đang không ngừng mạo hiểm huyết. Phượng Trường Duyệt lập tức tay mắt lanh lẹ lôi kéo Hiên Viên Đêm Tránh ở một viên thô tráng cây cối mặt sau, hướng bọn họ phía sau nhìn lại, là người nào? Có thể đem thanh danh hiển hách liệt hỏa dòng binh đoàn thương thành như vậy? Đột nhiên, một tiếng vô cùng hung hãn gầm rú vang lên. Phượng Trường Duyệt cả kinh là ma thú. Liệt Phong Lôi đám người càng chạy càng gần, nhưng mà kia nói hung ác hơi thở cũng nháy mắt tới. Giống. Một tiếng hí vang, một đạo thật lớn màu xám thân ảnh bay lên trời. Hướng tới Liệt Phong Lôi đám người đánh tới. Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái nhìn đến, nhíu mày, cư nhiên là lục cấp hôi phong cự lang. Toàn thân màu xám, một đôi không hề cảm tình đôi mắt hiện ra làm nhân tâm hàn màu lục đậm, trên người lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên, tốc độ như gió, đánh tới nháy mắt mang theo cường đại dòng khí. Liệt Phong Lôi không hề lui về phía sau, ngược lại đứng yên, tiện đà trong tay đại đao dương lên, vận chuyển linh lực quanh thân bạch quang bạo trướng. Tiện đà mũi chân chỉ xuống đất, đón hôi phong cự lang lợi chảo mà thượng. Quang, đụng vào trong nháy mắt, chói tai thanh âm vang lên, lợi chảo cùng thân đao cọ sát, kích khởi một chuỗi hỏa hoa. Liệt Phong Lôi hết sức cắn răng, hung hăng chém nữa. Hôi phong cự lang ánh mắt lạnh nhạt, thấy vậy càng là hiện lên một tia hung ác. Rồi sau đó hung hăng chém ra. Liệt Phong Lôi vốn là có thương tích trong người, đột nhiên phun ra một ngụm trước viết, rồi sau đó lập tức bị chụp bay ra đi. Đoàn trưởng, mau! Liệt hỏa dòng binh đoàn những người khác đều nôn nóng nhìn, nhìn đến Liệt Phong Lôi đều ngăn trở không được hôi phong cự lang, trong lòng càng là trào ra vô hạn tuyệt vọng. Nhất định là những người đó. Không sai, thật là đê tiện, tựa hồ là nhớ tới cái gì, một ít người trên mặt lộ ra giận dữ biểu tình. Bọn họ vốn dĩ chỉ là như là trước kia giống nhau, ở ma thú rừng rậm mảnh đất giáp danh săn giết cấp thấp ma thú, nhưng là trên đường lại gặp một đám người. Thoạt nhìn tựa hồ là tuổi trẻ quý tộc công tử cùng tiểu thư. Nói bọn họ đang tìm kiếm một cái tước vị chân quý bảo vật, chỉ là ở ma thú xâm tương đối tới gần bên trong địa phương. Nguyên bản bọn họ có chút do dự muốn hay không đi vào. Nhưng là ở đụng tới bọn họ lúc sau, liền nói nguyện ý thuê bọn họ thâm nhập ma thú rừng rậm đi tìm bảo vật. Liệt Phong Lôi tuy rằng tính cách khoán canh tắc nhưng là lại cũng không phải ngốc tử, cho nên mặc cho bọn họ khuyên như thế nào nói cũng không có đồng ý. Sau đó những người đó liền sôi nổi bất bình đi rồi. Lại sau đó, bọn họ liền không thể hiểu được gặp cái này cường đại đáng sợ ma thú. Bọn họ dùng hết toàn lực cũng không có chạy thoát, ngược lại tổn thất một nửa huynh đệ. Hiện tại, ngay cả đoàn trưởng cũng thân bị trọng thương, bọn họ chẳng lẽ thật sự xong rồi sao? Liệt Phong Lôi bay ngược đi ra ngoài, phía dưới người muốn đi tiếp hắn, nhưng mà bọn họ như thế nào so được với hôi phong cự lăng tốc độ. Liệt Phong Lôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một đạo thật lớn bóng ma che đậy ánh mặt trời, hắn thậm chí có thể ngửi được kia ma thú trong miệng mùi tanh. Không kịp tưởng càng nhiều, một đạo lập lòe lệ quang thật lớn móng vuốt nghênh diện mà đến. Liệt Phong Lôi cắn răng, nếu là thật sự đã chết như vậy ít nhất muốn tăng thêm nó thương thế. Hắn bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm linh lực. Cùng lắm thì bạo thể đồng quy vô tận, bỗng nhiên, một bàn tay đáp ở trên vai hắn. Liệt đoàn trưởng, chính mình tánh mạng, cần phải bảo vệ tốt. Chương 48, ta Nam Hài. Nguyên bản tính toán liều mạng Liệt Phong Lôi sửng sốt, thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc nhưng là lại nhất thời nghĩ không ra là ai. Hắn quay đầu đi, chính thấy một trương ngây ngô khuôn mặt. Bên trái đỏ sậm bớt như dây đằng, bên phải non mịn như bạch ngọc, ánh mắt bình tĩnh, biểu tình đạm mạc. Phượng Trường Duyệt. Hắn có chút ngốc chần chờ mở miệng. Thấy đối diện thiếu nữ gật đầu, Liệt Phong Lôi lập tức lôi kéo Phượng Trường Duyệt sau này chạy tới, chạy mau. Liền ta đều không phải người này đối thủ, ngươi liền càng nguy hiểm. Phượng Trường Duyệt lại một phen phản chế trụ Liệt Phong Lôi thủ đoạn, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Liệt Phong Lôi tính cách thật sự rất đúng nàng ăn uống. Đối với hắn ân tình, nàng cũng vẫn luôn nhớ rõ. Liệt đoàn trưởng, đừng lo lắng.
Liệt Phong Lôi đột nhiên lôi kéo, phát hiện không có kéo động Phượng Trường Duyệt, không kịp kinh ngạc, liền quay đầu muốn chạy nhanh đem người mang đi, người đâu ngày lần này đầu. Lại vừa vặn nhìn đến, Phượng Trường Duyệt phía sau cảnh tượng. Mà đồng thời, nguyên bản nôn nóng tuyệt vọng mọi người, cũng sôi nổi dừng bước chân, kinh ngạc không thôi nhìn giữa không trung. Chi gian nguyên bản nhào hướng Liệt Phong Lôi Hôi Phong Cự Lang vươn lợi chảo đang bị một con nho nhỏ màu trắng móng vuốt ngăn lại, mà ở nó thật lớn đầu trước. Đang có một đạo màu trắng tròn tròn thân ảnh. Hai bên đang ở giằng co, đó là cái gì, thế nhưng có thể ngăn lại Hôi Phong Cự Lang công kích. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó có chút nói lắp hỏi, này. Đây là ngươi kia chỉ ma thú. Phượng Trường Duyệt gật đầu, Liệt Phong Lôi hít hà một hơi. Hắn chỉ là tại gia tộc tỷ tí chung gặp qua một lần vật nhỏ này, bởi vì nó thực nhẹ nhàng trợ giúp Phượng Trường Duyệt thắng Quý Minh Thành. Làm cho hắn đối với này chỉ đặc thù ma thú ấn tượng khắc sâu. Khi đó, hắn liền đoán được kia ma thú cấp bậc không thấp nhưng mà lại cũng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng ngay cả công kích lực cực kỳ cường hãn lục cấp Hôi Phong Cự Lang cũng có thể đủ ngăn cản. Tiểu Bạch nổi tại giữa không trung, cùng Hôi Phong Cự Lang đánh giáp lá cà. Nhìn một màn này, mọi người trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Trời ạ, đó là cái gì? Cũng là ma thú sao? Nhưng là như vậy tiểu, có thể làm gì a? Hôi Phong Cự Lang chính là lục cấp ma thú a. Lần này, có thể hay không trực tiếp đem nó chụp đá chết? Xong rồi không ai có thể cứu chúng ta. Liệt Phong Lôi trong lòng cũng tất cả đều là lo lắng, kia dù sao cũng là lục cấp ma thú tóm lại nguy hiểm. Phượng Trường Duyệt là hắn thưởng thức hậu bối, hắn cũng hoàn toàn không muốn cho Phượng Trường Duyệt cuốn vào trong trận chiến đấu này. Phượng tiểu thư, người vẫn là sớm một chút rút lui đi. Chỉ cần có thể mang đến viện binh, chúng ta liền còn có thể cứu chữa. Ta Liệt Phong Lôi cùng với toàn bộ Liệt Hỏa Dòng binh đoàn, cũng đem cảm tạ ngươi cả đời. Phượng Trường Duyệt lại đầy lại hắn, ý bảo tạm thời đừng nóng này. Liệt đoàn trưởng, ta nếu tới, liền không có lâm trận lùi bước ý tứ. Người yên tâm, này ma thú không làm gì được chúng ta. Nghe Phượng Trường Duyệt bình tĩnh tự tin thanh âm, Liệt Phong Lôi trong lòng cũng kỳ tích bình tĩnh trở lại, không biết vì cái gì, nhìn đến cặp kia chạm hắc đôi mắt liền phảng phất an tâm rất nhiều. Hắn khẽ cắn môi, không nói chuyện nữa. Nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy hắn liều chết cũng muốn đem hắn nàng an toàn đưa ra. Này hết thảy chỉ là ngay lập tức chi gian, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, bên kia chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Hồi Phong Cự Lang tàn bạo hung lệ màu xanh lục trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà không đợi nó phản ứng, Tiểu Bạch liền đột nhiên vung lên móng vuốt. Hình thể cực đại Hồi Phong Cự Lang nháy mắt liền bay ngược đi ra ngoài. Phượng Trường Duyệt không tồi, Liệt Phong Lôi, mọi người, Tiểu Bạch tranh công dường như bãi bãi cái đuôi, cười đường hoàng. Bị ném đi ra ngoài Hồi Phong Cự Lang hiển nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi, bị nện ở trên mặt đất quăng ngã ra một đạo hố to. Rồi sau đó nó gian nan đứng dậy, tiểu tâm cẩn thận đánh giá Tiểu Bạch, sau đó, nó u lục trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc. Đông! Tiểu Bạch bị hoảng sợ, xoay người xem, lại thấy bị nó đánh ra đi tên kia chính cúi xuống thân mình, đầu gắt gao dán ở phía trước chảo tượng, cả người run rẩy đối với nó quỳ xuống. Phượng Trường Duyệt nhướng mày, không nói gì, Liệt Phong Lôi đám người thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Thế giới này làm sao vậy? Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm không gì sánh được tàn bạo hung ác Hôi Phong Cự Lang ở bị một con giống như linh hồ ma thú phiến bay ra đi lúc sau. Đột nhiên liền quỳ xuống, sợ hãi đến cực điểm quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám lại nâng. Liệt Phong Lôi trong lòng bùm thẳng nhảy, này ma thú, này ma thú. Hắn ở ma thú trong rừng rậm lang bạt nhiều năm, kiến thức quá cao đẳng ma thú cũng không ít, cũng từng vài lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại chưa từng gặp qua như vậy cảnh tượng. Thân là lục cấp ma thú, cư nhiên như vậy phủ phục trên mặt đất hèn mọn đáng thương. Tiểu Bạch hiển nhiên đối này không để bụng, vẫy vẫy cái đuôi, nhìn Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái. Phượng Trường Duyệt gật gật đầu, làm nó chính mình giải quyết. Đây là ma thú chi gian sự, là Tiểu Bạch sự, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay. Tiểu Bạch minh bạch nàng ý tứ, đầu nhỏ xoay chuyển, đột nhiên móng vuốt nhỏ về phía trước duỗi ra, một chút. Hồi Phong Cự Lang tiểu tâm đến cực điểm dương mắt nhìn thoáng qua, đáy mắt vươn vô pháp che giấu sùng kính cùng kính sợ, rồi sau đó, nó không chút do dự đem chính mình chân trái chặt đứt. Huyết bắn đầy đất, rồi sau đó, nó lại lần nữa cúi xuống đầu, quỳ trên mặt đất cả người hơi hơi run rẩy. Đây là nó ứng chịu trừng phạt, hôm nay nó không cầu sống sót, nhìn thấy vị này, đã là cũng đủ.
Tiểu Bạch không có gì đặc biệt phản ứng, Phượng Trường Duyệt nhìn, đảo làm như kia hôi phong cự lăng ở nhận sai, hơn nữa thực rõ ràng, là xuất phát từ đối Tiểu Bạch kính sợ. Phượng Trường Duyệt không biết ma thú trong thế giới, cấp bậc nghiêm ngặt. Đặc biệt là huyết mạch càng là quyết định hết thảy. Có được cao đẳng huyết mạch ma thú cho dù thực lực cực nhược, cũng sẽ đã chịu cực đại tôn kính. Tiểu Bạch đúng là như vậy tồn tại. Phượng Trường Duyệt quay đầu, đem thân bị trọng thương Liệt Phong lôi đỡ đến một bên, rồi sau đó móc ra một cái bình ngọc đưa cho hắn. Liệt Phong lôi nhìn thoáng qua, liền biết thứ này nhất định không phải phàm vật liên tục cự tuyệt. Phượng tiểu thư, người đã cứu ta một người, thứ này ta không thể muốn. Phượng Trường Duyệt nói, Liệt đoàn trưởng. Đây là hẳn là, gia tộc tỷ thí chung, người động thân mà ra ta vẫn luôn thập phần cảm kích này cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, chỉ là trị liệu miệng vết thương đan dược mà thôi. Nếu là không thể kịp thời dùng dược, chỉ sợ ngươi này cánh tay, từ nay về sau liền phải phế đi. Liệt Phong lôi vẫy vẫy tay, kia đều là việc nhỏ. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Phượng Trường Duyệt lại kiên trì nói, Liệt đoàn trưởng, này đối với ngươi tới nói, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối ta, lại là tuyết trung chi than. Huống chi, lúc ấy Mạc Lăng như hổ rình mồi, quý gia không có hảo ý, phượng gia sống chết mặc bay, chỉ có hắn, cái này liệt hỏa giống nhau nam nhân, vì nàng đứng ra nói chuyện. Này lại há ngăn là tích thủy tri ân. Phượng Trường Duyệt luôn luôn ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ân hoán phân minh. Thiếu nàng, nàng nhất định gấp trăm lần đòi lại, mà ân tình, nàng cũng gấp trăm lần còn chi. Liệt Phong lôi thấy Phượng Trường Duyệt kiên trì. Cũng liền không hề thoái thác, ha ha cười, vậy đa tạ. Hôm nay nếu không có ngươi xuất hiện kịp thời, chỉ sợ chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Ngươi là chúng ta ân nhân, về sau ta liệt hỏa dòng binh đoàn, nhất định tùy kêu tùy đến. Vượt lửa quá sông không chối từ. Phượng Trường Duyệt cũng cười nói, hảo. Liệt Phong lôi kết quá cái chai, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý, rồi sau đó mở ra, lại là một trận di người hương khí. Lập tức càng là xác định thứ này nhất định không phải phàm vật. Đan dược. Hắn ngã vào trong tay, kinh ngạc ra tiếng. Mà chung quanh đã sớm vây lại đây mọi người cũng sôi nổi kinh ngạc không thôi. Ân thực bình thường đan dược, Phượng Trường Duyệt nhàn nhạt nói. Liệt Phong lôi đám người cũng không có gặp qua nhiều ít đan dược nhưng cũng biết nói đan dược chân quý tính, Phượng Trường Duyệt lại như vậy khẳng khái, trong lòng đối nàng cảm kích càng sâu. Chỉ là bọn hắn lại là không biết này đan dược thế nhưng là tam phẩm. Đấu giá hội kia một lần, bọn họ cũng không ở Tây Tắc Thành, bởi vậy cũng còn không biết thứ này. Bên này, Liệt Phong lôi dùng đan dược chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rồi sau đó một cổ dòng nước ấm bắt đầu ở đan điền du tàu, hắn vội vàng bắt đầu ngồi xong. Điều động linh lực tiến hành chữa trị. Mọi người lúc này mới thật sự yên lòng, nhìn kia hôi phong cự lang ngoan ngoãn phủ phục quỳ xuống đất bộ dáng, chỉ cảm thấy này một đường mạo hiểm đào vong, tựa hồ như là mộng giống nhau. Tiểu Bạch nhân cơ hội cùng hôi phong cự lang tiến hành rồi giao lưu, rồi sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, vạch cái nhảy tới Phượng Trường Duyệt trên người. Từ Dương ca ca, ngươi xem cái kia ma thú hảo đáng yêu. Ta muốn, đột nhiên một đạo kiều man thanh âm truyền đến, vài đạo bóng người xuất hiện ở cây cối mặt sau. Phượng Trường Duyệt ánh mắt lạnh lùng, hướng tới đối diện nhìn lại. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ, trong đó một cái nữ hài chính mãn nhãn tham luyến nhìn Tiểu Bạch. Rồi sau đó, nữ hài kia như là nhìn thấy gì, bỗng nhiên càng thêm lớn tiếng nói. Cái kia tiểu nam hài thật xinh đẹp, ta tưởng đem hắn mang về. Hiên Viên Đêm đi hướng Phượng Trường Duyệt bước chân một đốn, đôi mắt đốn trầm. Phượng Trường Duyệt nhìn kia nữ hài, bỗng nhiên lạnh lùng cười, sát ý vội hiện. Chương 49, lá gan không khỏi quá lớn. Từ Dương ca ca, ngươi giúp ta sao? Kia thiếu nữ một thân hồng trang, dung nhan kiều thiếu, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày hơi hơi thượng trọn, mang theo vài phần kiêu căng. Lúc này chính đầy mặt lấy lòng nhìn bên người nàng một thiếu niên, nhìn kỹ đi, rõ ràng có thể nhìn đến kia trong mắt ái mộ. Cái kia kêu Tư Dương thiếu niên biểu tình không có gì biến hóa. Hiển nhiên này không phải cái này thiếu nữ lần đầu tiên đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu, rõ ràng không có như thế nào để ý, Mỹ Á, đó là người khác ma thú. Nhìn dáng vẻ kia thiếu nữ cũng đối nó thập phần yêu thích sẽ không bán cho chúng ta. Kia nam hài càng không phải ngươi nói muốn liền phải. Kia thiếu nữ bị cự tuyệt tựa hồ có chút sinh khí, nhíu mày nói, còn không phải là một con ma thú. Chúng ta cho nàng tiền là đến nơi. Ngay sau đó nàng xoay người lại, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở Liệt Phong lôi bên người Phượng Trường Duyệt, dương giọng nói, uy. Người này ma thú ta muốn, bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi.
Phượng Trường Duyệt ngẩng đầu, nửa mặt thiên sứ nửa mặt ma quỷ, khuôn mặt nháy mắt đem kia thiếu nữ áo đỏ hoảng sợ. Tư Dương theo nhìn lại ánh mắt cũng trong nháy mắt có chút biến hóa. Chỉ là xuất phát từ tu dưỡng, vẫn chưa lộ ra ghét bỏ thần sắc. Phượng Trường Duyệt đem Hiên Viên Đêm kéo đến bên người, vừa định muốn xuất khẩu hỏi một chút có hay không sự. Ngược lại tưởng tượng thân phận của hắn, còn có kia hai cái cấp dưới, lại đem lời nói nuốt đi xuống, chỉ là này đem hắn hộ tại bên người thói quen, rốt cuộc không phải một ngày hai ngày có thể từ bỏ. Nàng dứt khoát dương mắt nhìn về phía người tới. Người tới tổng cộng 6 cá nhân, cái kia thiếu nữ tựa hồ là kêu Mỹ Á, còn có một cái khác bị gọi Tư Dương thiếu niên, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí thế tôn quý. Vừa thấy chính là đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, còn có 4 cái tựa hồ là người hầu, nàng cấp bậc bất quá là linh sư, thăm không ra sâu cạn. Hiên Viên Đêm ở bên người nàng, cũng không có đem tay rút ra đi, thấp giọng nói, 2 cái 5 sao linh vương, 2 cái lục tinh linh vương. Phượng Trường Duyệt ấn đường khẽ nhúc nhích, không nói gì. Mà lúc này, cái kia thiếu nữ cũng đi vào chút ánh mặt trời loang lổ rơi xuống, vừa vặn thấy rõ. Nàng trong nháy mắt trợn to hai mắt đột nhiên về phía sau đảo đi thiên A. Quái vật! Phượng Trường Duyệt mặt vô biểu tình, đối với lời này lại dường như không lắm để ý, chỉ là một đôi chạm hắc đôi mắt nhìn chằm chằm kia thiếu nữ, đem kia thiếu nữ sợ tới mức không được. Té ngã lộn nhào vội vàng sau này thối lui. Tư Dương ca ca, người xem cái kia quái vật, thật là đáng sợ. Này một tiếng kêu sợ hãi, lại làm nguyên bản lực chú ý đều ở liệt phong lôi trên người dòng binh đoàn mọi người đều ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn lại. Này vừa thấy, lại là sôi nổi đều thay đổi sắc mặt. Là các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi ra tới. Như thế nào, không chết ở bên trong. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là này đàn đê tiện tiểu nhân. Một đám người sôi nổi mở miệng, lính đánh thuê nguyên bản tính cách liền cực kỳ tục tằng, mới vừa rồi trải qua sinh tử càng là cảm xúc tích góp. Lúc này thấy đến một tay tạo thành bọn họ cơ hồ toàn quân hủy diệt thủ phạm, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Có mấy cái nếu không có người ngăn đón, trực tiếp liền xông lên đi. Liệt Phong Lôi ngẩng đầu, thấy rõ là ai, cũng nhăn lại mi, ngay sau đó trầm giọng nói, nguyên lai là các ngươi. Ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên a. Hắn tuy rằng nói như vậy, lại không chút nào che giấu địch ý. Kia một đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai gặp người quen. Kia thiếu nữ kinh hồn chưa định nhìn Tư Dương, đối với những người này chất vấn coi như không thấy, ở trong mắt nàng, này đó ti tiện lính đánh thuê căn bản không có tư cách làm nàng xem đệ nhị mắt. Chân chính làm nàng kinh hách vẫn là Phượng Trường Duyệt gương mặt kia. Nàng một phen giữ chặt Tư Dương, kêu lên chói tay, mau. Tư Dương ca ca, nữ nhân kia là cái quái vật. Đem nàng giết, mau. Tư Dương nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, đối diện gần 50 người lính đánh thuê đội ngũ, đều ở đối bọn họ như hổ rình mồi, tuy rằng Ngô Bá bọn họ thực lực mạnh mẽ. Muốn giải quyết bọn họ cũng không thoải mái. Huống chi, phía trước bọn họ vì thoát vây, sự kế làm nguyên bản đuổi giết bọn họ Hôi Phong Cự Lăng chuyển đuổi theo giết những người này. Lúc này thấy mặt bọn họ không chết, như vậy nhất định này tù hận là kết hạ. Huống chi, đối phương không có chết hết, trong đó nhất định có kỳ quặc. Hắn tâm tư kín đáo tính cách ổn trọng đã sớm nhìn đến một bên hấp hối Hôi Phong Cự Lang. Lục cấp ma thú thế nhưng bị lăn lộn đến như vậy nông nỗi, có thể khẳng định này đó lính đánh thuê bên trong, khẳng định có cao nhân. Mỹ Á còn ở một bên kêu sợ hãi liên tục bắt lấy hắn tay áo không buông tay. Hắn có chút không kiên nhẫn đẩy ra Mỹ Á tay, về phía trước đi rồi một bước chắp tay nói, nguyên lai là liệt đoàn trưởng. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng như vậy có duyên. Liệt Phong Lôi một tiếng hừ lạnh. Cố làm ra vẻ, nếu không phải bọn họ lại như thế nào sẽ bị Hôi Phong Cự Lang đuổi giết. Tổn thất như vậy nhiều huynh đệ. Nhận được các ngươi chiếu cố chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Này phân ân tình thật là không biết muốn như thế nào báo đáp. Liệt Phong Lôi một phen nói châm chọc đến cực điểm, nhưng là những người này lại đều giống như không nghe thấy. Mỹ Á xem Tư Dương còn không có động thủ giết nữ nhân kia, không khỏi nôn nóng lên, đại tiểu thư tính tình cũng lên đây. Tư Dương ca ca, người như thế nào còn không có giết nàng, xem một cái ta đều cảm thấy dơ mát, Tư Dương trong lòng nhíu mày, ngày thường chơi chơi tính tình còn chưa tính. Cũng không nhìn xem hiện tại khi nào. Hắn lạnh mặt nói, ngươi tính thứ gì, dám bôi nhọ chúng ta Phượng tiểu thư. Chính là, cũng không nhìn xem chính mình kia bộ dáng, thật là làm người ghê tởm. Còn muốn cướp chúng ta Phượng tiểu thư ma thú thật là si tâm vọng tưởng. Các song binh cùng mắng lên, Phượng Trường Duyệt cứu bọn họ mọi người, bọn họ tự nhiên giữ gìn nàng. Lúc này xem cái này mãn khóa quái vật thiếu nữ, liền hết sức chán ghét.
kia thiếu nữ rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó giọng the thé nói, các ngươi dám mắng ta. Các ngươi biết ta thân Mỹ Á, câm mồm, Tư Dương đột nhiên xuất khẩu. Mỹ Á hậm hực câm miệng, ánh mắt lại như cũ miệt thị, nhìn dáng vẻ thật là hận không thể lập tức nói ra chính mình thân phận. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cười. Này một tiếng cười khẽ, thanh âm thực đạm, cũng thực lãnh. Sử bát quái, ngươi cười cái gì? Mỹ A bị cười cả người lạnh lùng, mở miệng chính là hùng hổ chất vấn. Phượng Trường Duyệt nâng lên đôi mắt chạm hắc không gợn sóng, giống như hắc ngọc. Người vừa mới, nói cái gì? Nàng cũng không đợi Mỹ Á trả lời, tiếp tục nói. Muốn ta ma thú, còn muốn ta bên người cái này tiểu nam hài. Mỹ A bị ánh mắt của nàng sở nhiếp, không biết vì cái gì đáy lòng bỗng nhiên sợ hãi, không sai. Bổn tiểu thư có trọng, là các ngươi vinh hạnh. Phượng Trường Duyệt đứng dậy. Ta ma thú ta nam hài, khi nào, đến phiên ngươi loại đồ vật này nhìn trộm. Lá gan không khỏi quá lớn, Hiên Viên Đêm Dài trầm đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia ánh sáng nhạt. Chương 50, khi dễ một phân gấp trăm lần còn chi. Một câu nói xong, Phượng Trường Duyệt liền đột nhiên biến mất tại chỗ. Bang, thanh thúy bàn tay thanh, làm mọi người đều trố mắt. Chỉ còn lại có Mỹ A bén nhọn thanh âm ở khóc hào, a a a. Ta mặt, đau quá, Mỹ A khóc lóc sờ sờ chính mình mặt, một bên gương mặt đã rõ ràng sưng đi lên. Nàng bị đánh đầu thiên hướng một bên, bên miệng vết máu ẩn ẩn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bọn họ phía sau hai cái tùy tùng bộ dáng trung niên nhân cả kinh, lập tức tiến lên một bước tiểu thư. Phượng Trường Duyệt sống lưng thẳng thắn, chậm rãi thu hồi tay, lúc này đây, chỉ là nho nhỏ giáo huấn. Nếu là có tiếp theo, muốn liền không chỉ là ngươi gương mặt này. Mỹ Á nguyên bản vọt tới yết hầu mắng bỗng nhiên liền nói không ra khẩu, nàng thiên đầu xem Phượng Trường Duyệt gương mặt kia thượng đỏ sậm bớt giống như không tiếng động quấn quanh dây đằng. Cặp mắt kia giống như băng xương lập lòe không chút nào che giấu sát ý, làm người không rét mà run. Ta mặc kệ ngươi cái gì thân phận tại đại lục này, thực lực phi tôn. Tư Dương nhìn bị giáo huấn căm giận lại không dám nói chuyện Mỹ Á, nhíu nhíu mày, Mỹ Á rốt cuộc thân phận tôn quý tuy rằng hắn cũng không để ý nàng như thế nào ủy khuất nhưng là mặt mũi thượng vẫn là muốn không có trở ngại. Rốt cuộc nàng phía sau gia tộc cho dù là bọn họ Tư gia cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Vị tiểu thư này, tuy rằng Mỹ Á ngôn ngữ có điều đắc tội nhưng là rốt cuộc chỉ là nói mà thôi, ngươi như thế nào có thể hại như vậy tàn nhẫn tay. Còn thỉnh ngươi xin lỗi. Phượng Trường Duyệt cười lạnh một tiếng, nhìn hắn ánh mắt hơi hơi trào phúng, nói mà thôi. Ta nhưng nhìn không ra tới, nàng chỉ là nói mà thôi. Vị thiếu gia này, nơi này là ma thú rừng rậm. Không phải có thể tùy ý các ngươi xương ngoài gia tộc hậu viện. Phượng Trường Duyệt này một phen nói Tư Dương sắc mặt nháy mắt đổi, thanh hồng biến ảo. Liệt Phong Lôi cũng nói tiếp nói, Phượng tiểu thư nói không sai, nơi này cũng không phải là các ngươi địa bàn. Nếu chúng ta đụng phải, không bằng hào hào tính phía trước chướng. Tư Dương đôi mắt mị, nghi hoặc hỏi, cái gì chướng? Liệt Phong Lôi đám người nháy mắt cười ha ha lên, ha 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 thật là sẽ trang a. Đại gia tộc ra tới chính là không giống nhau đâu, quý nhân hay quên sự, đáng tiếc nhân gia đã quên, chúng ta cũng không thể quên. Chúng ta những cái đó chết đi các huynh đệ, cũng không thể quên. Cuối cùng một câu, Liệt Phong tiếng sấm như chuông lớn, chấn đắc nhân tâm phát run. Tư Dương phía sau kia mấy cánh người hầu thấy vậy, theo bản năng nhíu mày. Bọn họ là cỡ nào thế gia quý tộc này đó nghèo kết hủ lậu lính đánh thuê có thể thế bọn họ đi tìm chết. Đã là thiên đại vinh hạnh, hiện tại cứ nhiên như vậy trào phúng bọn họ. Thật to gan, bất quá mấy cái nho nhỏ lính đánh thuê, lại là như vậy kiêu ngạo. Tư Dương lập tức ngăn lại muốn lao ra đi một cái tùy tùng, thấp giọng nói, Ngô bá, bọn họ phía sau có cao nhân, tiểu tâm vì thượng. Được xưng là Ngô bá người tuy rằng tức giận, lại không dám không nghe theo Tư Dương nói, cung thanh ứng. Mỹ Á nghe thấy, trong lòng càng thêm tức giận, chính mình là cái gì thân phận, bọn họ là cái gì thân phận. Còn không phải là một con ma thú sao, kiêu ngạo cái gì, bổn tiểu thư muốn cái gì dạng không có. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám phát ra quá lớn thanh âm, nhưng mà lại không biết, Phượng Trường Duyệt trải qua thiên đường hỏa trọng tố, đã sớm bất đồng với người bình thường thể chất lời này. Nghe được là rành mạch. Mỹ Á lại trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Đêm, chỉ thấy hắn vóc người tuy nhỏ, nhưng là khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu, khí chất trầm tĩnh xuất chúng, chờ lại quá mấy năm. Không biết sẽ là cỡ nào yêu nghiệt nhân vật. Nàng trong lòng thật sự là ngứa, như vậy tiểu hài tử, mang về trêu đùa, nhất hảo chơi bất quá nàng ánh mắt như vậy cực nóng tham lam, Phượng Trường Duyệt tưởng bỏ qua cũng không được.
Mà làm nàng kỳ quái chính là, Hiên Viên Đêm xuất thân nhất định càng thêm bất phàm, hơn nữa ấn hắn tính tình, dám có người như vậy nhìn chằm chằm hắn xem, nhất định đã sớm nổi giận. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cư nhiên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Hiên Viên Đêm như thế nào không biết Phượng Trường Duyệt tâm tư. Nhưng là, nếu là có thể làm nàng để ý nhiều một chút này đó lại tính cái gì? Hắn đem tay kéo càng gần, có thể rõ ràng cảm nhận được Phượng Trường Duyệt lòng bàn tay hơi hơi thô lệ xúc cảm, đó là nàng hàng năm gặp ức hiếp thời điểm, lưu lại cái kén. Tựa hồ ma đến hắn tâm cũng đau. Hôm nay chúng ta liền đem nói minh bạch, Liệt Phong Lôi cười lạnh, phía trước chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, các ngươi nói các ngươi là đại gia tộc thiếu gia tiểu thư ra tới rèn luyện. Chỉ là ở ma thú rừng rậm mảnh đất giáp danh hoạt động. Nhưng là tách ra không bao lâu. Các ngươi liền lại trốn đã trở lại, còn mang đến một con lục cấp hôi phong cự lang. Các ngươi ỷ vào chính mình có cao thủ. Thực mau rời đi, mà chúng ta, bởi vì các ngươi cố ý để lại hôi phong cự lang xào huyệt đồ vật liền vẫn luôn gặp nó công kích. Các ngươi dám nói, chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có sao. Từng tiếng chất vấn, khắp rừng cây yên tĩnh không tiếng động. Từ Dương sắc mặt bất biến, trong lòng lại ở suy tư đối sách. Việc này là bọn họ làm, lúc ấy một không cẩn thận trêu chọc hôi phong cự lang, vì an toàn, Mị Á ra cái này chủ ý, mà hắn cũng đồng ý, hơn nữa hắn không cảm thấy chính mình sai rồi. Trên đời này, nơi nào có như vậy nhiều công bằng không công bằng, nơi nào có như vậy nhiều hẳn là không nên. Hắn hiện tại chỉ là đối Mị Á bất mãn, nếu không phải nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, bọn họ hiện tại cũng sẽ không gặp phải như vậy khốn cảnh. Lúc ấy hắn theo vị kia tới nơi này, nguyên bản chỉ là đi theo, ai ngờ Mị Á một hai phải đi theo tới, hắn không lay chuyển được đành phải làm nàng đi theo tới. Mà đến nơi này lúc sau, vị kia liền biến mất chỉ còn lại có bọn họ ở ma thú rừng rậm đi dạo. Chỉ sợ hiện tại, vị nào còn không biết bọn họ tình cảnh đâu. Chúng ta cái gì cũng không có làm, Từ Dương Dương Thanh nói, Liệt Phong Lôi đám người chỉ là cười lạnh, nói rõ không tin. Từ Dương, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bỗng nhiên một đạo hơi hơi ảm ếch mang theo mị hoặc thanh âm vang lên, giống như một cọng lông vũ ở trên cổ phất quá, mang theo tê dại ngứa, lại như là một thanh đao nhọn ở chỉ gian lượn vòng. Mang theo chí mạng nguy hiểm dụ hoặc. Từ Dương đám người lập tức trước mắt sáng người hắn tới. Phượng Trường Duyệt tâm bỗng nhiên nhắc lên, người tới tuyệt không đơn giản. Hiên Viên Đêm tắc biểu tình tàn mạn vuốt nàng lòng bàn tay, ánh mắt trầm tĩnh như hài. Vô luận là ai, hắn đều sẽ không cho phép khi dễ nàng một phân. Nếu không, nhất định gấp trăm lần còn chi.